Chỉ ngay khi chính thức vừa được giới thiệu ra thị trường 2 tuần, dự án eHomes Phú Hữu của tập đoàn Nam Long đã thu hút gần 1.000 lượt khách hàng đăng ký tư vấn và bày tỏ mong muốn được mua dự án. Đây là dự án căn hộ nhà ở xã hội của Nam Long đầu tư thuộc dòng eHomes. Sau đây là tường thuật chi tiết về buổi công bố dự án vừa được tập đoàn Nam Long tổ chức vào ngày 21 tháng 10 tại sàn giao dịch bất động sản Nam Long. Đây là không khí buổi lễ giới thiệu dự án nhà ở xã hội eHomes Phú Hữu vừa được Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan thuộc Tập đoàn Nam Long tổ chức ngày 21 tháng 10 vừa qua. Sự kiện thu hút hàng trăm khách tham dự. Sự kiện được coi là buổi lễ chính thức giới thiệu về dự án nhà ở xã hội eHomes Phú Hữu thuộc dòng sản phẩm eHomes với mức giá chỉ từ 599 triệu đồng một căn đã bao gồm thuế và phí bảo trì. Bà Lê Thị Phương Lan hiện đang sinh sống tại quận Tân Phú cho biết, mục tiêu của bà là mua được một căn hộ khoảng 40m² để an dưỡng tuổi già. Bà đã rất vui khi vừa đặt cọc để mua một căn hộ như ý với giá chưa đến 600 triệu đồng, rất phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình. Tức là tôi từng đi thuê nhà, có nghĩa là cứ ở chỗ này 5-3 năm rồi ở chỗ kia 5-3 năm, nhưng mà với cái mức lương của tôi thì tôi cũng chỉ thuê được cái nhà xã hội này thôi, mà tôi ở thì tôi thấy ok, tôi thấy được, hợp với mình. Có những nhu cầu ví dụ như là những cái trường hợp mà cách tiêu dùng nhà bếp hay này nọ gì đó tôi thấy hợp lý. eHomes Phú Hữu là sản phẩm mới được Nam Long phát triển dựa trên tiêu chí 3S: Smart Design, thiết kế thông minh, Saving tức tiết kiệm và Social tức là cộng đồng văn minh. Tổng diện tích gần 18.000m², bao gồm 1.384 căn hộ với diện tích trung bình từ 40 đến 60m² một căn. eHomes là mẫu căn hộ được thiết kế tối ưu hóa đến từng chi tiết nhằm tối đa hóa diện tích. Mỗi căn có từ 1 đến 2 phòng ngủ, 1 đến 2 phòng vệ sinh, phòng khách, bếp, thông thoáng, với thiết kế đón gió và ánh sáng cho toàn căn hộ. Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Kinh doanh và Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cho biết, dự án đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng ngay cả trước khi dự án chính thức được công bố. Và chỉ trong 2 tuần kể từ khi nhân viên dự án được chính thức giới thiệu với khách hàng, đã có gần 1.000 khách hàng đến đăng ký, được tư vấn chi tiết về cách thức làm hồ sơ đăng ký mua dự án cũng như phương thức thanh toán. Trong khoảng 2 tuần vừa rồi, từ khi mà cho phép anh em nhân viên sale giới thiệu dự án ra thị trường đến nay thì sự đón nhận của thị trường rất là tích cực. Các bạn có thể thấy cái không gian, số lượng khách hàng ngày hôm nay, khách tham quan, khách đăng ký rất là đông. Trong khi đó, cái việc xuất hiện trên các kênh quảng cáo, các kênh thông tin thì xuất hiện hầu như không đáng kể so với các dự án khác. Điểm hấp dẫn của eHomes Phú Hữu đó chính là mặc dù là dự án nhà ở xã hội nhưng nằm trong khu quy hoạch với đầy đủ những tiện ích như cụm thương mại, sân cầu lông, khu dưỡng sinh, gym và sân chơi trẻ em, quảng trường và trong tầm đi bộ đến trường học rộng 1 hecta. Dự án cũng bao gồm hồ cảnh quan rộng đến 10.000m². Nam Long giờ tồn tại đến giờ được 24-25 năm rồi. Thì để tồn tại được như vậy cũng phải có một cái nền tảng về uy tín, về chất lượng xây dựng nào đấy thì khách hàng mới tin yêu được đến giờ. Đấy là một vế. Vế thứ hai đó, thực sự cái chu trình để làm nhà ở xã hội này đó, là các cơ quan nhà nước kiểm định còn kỹ hơn các cái dự án thông thường, qua nhiều cái khâu thẩm định, kể cả giá thành, kể chi phí, thủ tục pháp lý. Thành ra nó cũng là một cái điểm mà khách hàng có thể tự tin hơn về cái chất lượng. Ngoài giá bán chỉ từ 600 triệu đồng và được phát triển bởi Nam Long, dự án eHomes còn được nhiều người quan tâm là nhờ chính sách thanh toán linh hoạt. Dự án này thì Nam Long cũng sẽ cơ cấu là hợp tác với ngân hàng, chủ yếu là hợp tác với ngân hàng, bên này đã thống kê rồi. Phải 90 trên 90% khách hàng sẽ vay ngân hàng. Thì sẽ thiết kế là năm khách hàng chỉ đóng tiền 20% đầu, trong 20% đó đóng trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng. Rồi song song với quá trình đấy thì các bộ phận, trung tâm hỗ trợ ngân hàng của Nam Long sẽ hướng dẫn cho khách hàng lựa chọn cái gói vay nào của ngân hàng là phù hợp nhất, để ngay sau khi đóng hai cái gói 20% đầu thì toàn bộ tiền phía đằng sau là sẽ ngân hàng giải ngân. Anh Hồ Tấn Thành là một thương nhân đang có một con nhỏ. Anh cho biết rất quan tâm đến dự án này và hôm nay đến đây để chọn mua một căn eHomes Phú Hữu. Quan trọng là cái giá đối với em. Thì cái giá em thấy nó vừa phải đối với Nam Long.
Lý do quan trọng khiến cho anh đặt cọc ngay tại sự kiện đó là căn hộ rất vừa túi tiền của anh, cộng với một chương trình thanh toán khá linh hoạt, cho phép người mua được trả thành 8 đợt, mỗi đợt 10%. Tính ra mỗi lần góp vốn, anh chỉ đóng khoảng 50 triệu đồng và mỗi đợt về sau kéo giãn từ 2 đến 3 tháng. Nãy mình thấy là trong đó nó là chia ra làm 8 đợt hay 9 đợt thanh toán gì đó. Thì mỗi một đợt thanh toán chỉ có 10%, còn cái đợt cuối cùng mới là thanh toán 25%. Thì mình thấy nó khả năng cái đợt thanh toán nó kéo giãn ra, ví dụ như là một đợt nó thanh toán 2-3 tháng nó thanh toán thành một lần á, thì mình thấy rất là hợp lý. Dự án eHomes Phú Hữu nằm ngay mặt tiền đường song hành với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, giáp ranh quận 2, sở hữu vị trí lý tưởng để an cư. Từ dự án chỉ mất 15 phút để vào trung tâm quận nhất, chỉ mất khoảng 12 phút có thể đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7 và từ đây cũng chỉ mất từ 3 đến 5 phút là có thể đến trung tâm quận 2, khu công nghệ cao quận 9 và trường đại học Fulbright trong tương lai. Nam Long cho biết dự kiến cuối năm 2017, dự án sẽ hoàn tất và bàn giao nhà.